Kẻ phản Kitô. Tác giả: Friedrich Nietzsche. Dịch giả: Hà Vũ Trọng. 39. Tôi quay trở lại, tôi sẽ kể lịch sử đích thực của Kitô giáo. Chính từ ngữ Kitô giáo là một sự hiểu sai. Thực sự chỉ có một người Kitô và ngài đã chết trên thập giá. Phúc âm đã chết trên thập giá. Cái được gọi là phúc âm từ khoảnh khắc đó thực ra là cái đối nghịch với phúc âm mà ngài đã sống, là tin xấu, một phản phúc âm. Thật là giả trá tới mức phi lý khi tìm ra dấu ấn của người Kitô trong đức tin. Chẳng hạn, niềm tin vào sự cứu chuộc qua đấng Kitô. Chỉ có sự thực hành Kitô giáo, sống như một con người đã chết trên thập giá mới thật là người Kitô. Một đời sống như thế, ngày nay vẫn còn khả dĩ, thậm chí với một số người nhất định còn là tất yếu. Kitô giáo chân chính, nguyên thủy sẽ là khả dĩ trong mọi thời. Không phải một đức tin mà là một hành động. Trên hết là sự vô vi nhiều điều, một trạng thái khác của tồn tại. Những trạng thái ý thức, bất kể niềm tin nào, chẳng hạn như coi điều gì đó là thực, như mọi nhà tâm lý học biết, là những vấn đề thuộc đẳng cấp thứ 5 hoàn toàn không đáng kể so với giá trị của những bản năng. Nói đúng hơn, toàn bộ khái niệm về tương quan nhân quả tâm linh là giả. Giảm thiểu Kitô giáo, giảm thiểu người Kitô vào một loạt các chủ trương được coi là thực, vào chỉ là hiện tượng thuần túy của ý thức là phủ nhận Kitô giáo. Thực tế, chưa từng có người Kitô nào. Cái mà suốt 2.000 năm qua gọi là người Kitô chỉ là một sự tự ngộ nhận về tâm lý. Nếu người ta nhìn kỹ hơn, bất chấp mọi đức tin, chỉ có những bản năng điều khiển họ. Và hỡi ôi những bản năng nào! Đức tin trong mọi thời đại, chẳng hạn với Luther, chỉ là cái áo khoác, một cái cớ, một tấm bình phong mà đằng sau là một bản năng đang diễn trò, một sự mù quáng giả hoạt về sự thống trị của những bản năng nhất định. Đức tin, tôi đã gọi nó là sự giả hoạt đặc thù của Kitô giáo. Người ta luôn nói về đức tin, nhưng người ta luôn hành động chỉ theo bản năng. Trong thế giới ý niệm của Kitô giáo, không có gì tiếp xúc mảy may với thực tại, và chính sự thù ghét mang tính bản năng đối với thực tại mà chúng ta nhận biết là động lực duy nhất nằm trong căn nguyên Kitô giáo. Kết quả tiếp theo là gì? Ngay cả theo nghĩa tâm lý học, đây là sai lầm cơ bản. Nó quyết định cái yếu tính, tức là thực thể, bỏ một khái niệm, thế vào đó một thực tại, thì toàn bộ Kitô giáo sẽ trượt vào hư vô. Nhìn từ trên cao, sự kiện kỳ quái nhất này, một tín ngưỡng mà vốn không chỉ tùy thuộc vào những sai lầm mà nó đã sáng tạo ra, và còn biệt tài chỉ trong việc tạo ra chỉ những sai lầm tai hại, đầu độc đời sống và tâm hồn, thực sự là trò diễn dành cho chư thần. Chư thần này đồng thời là những triết gia và những người tôi đã gặp, chẳng hạn, vào những cuộc đối thoại trứ danh trên đảo Naxos. Vào lúc họ và chúng ta qua cơn buồn nôn, họ đội ơn trò diễn xuất của người Kitô. Có lẽ thiên thể nhỏ tội nghiệp mệnh danh là địa cầu đáng được thần thánh đoái nhìn, và sự chiếu cố thần thánh chỉ do trường hợp kỳ quái này thôi. Chúng ta chớ xem nhẹ người Kitô. Người Kitô giả dối tới mức ngây thơ, vượt trên cả loài đời ươi. Khi nói về loài Kitô thì lý thuyết nổi tiếng về nguồn gốc hóa ra còn lịch sự chán. 40. Tai biến của phúc âm được quyết định bằng cái chết. Cái chết treo trên thập giá. Chỉ có cái chết bất ngờ, nhục nhã, mà thông thường cây thập giá chỉ dành cho đám hạ lưu. Và chính cái nghịch lý đáng ghê tởm này khiến cho các môn đệ đối diện với vấn nạn đích thực. Người này là ai? Điều này là gì? Những cảm xúc hết sức xáo trộn và sỉ nhục, và họ hồ nghi rằng cái chết như thế có thể khước. Và họ hồ nghi rằng cái chết như thế có thể khước bác lý tưởng của họ. Câu hỏi kiếp đảm, tại sao như thế? Trạng thái này hết sức dễ hiểu. Ở đây, mọi thứ phải là cần thiết, phải có ý nghĩa, có lý trí tối cao. Tình yêu của một môn đệ không được để cho sự may rủi. Chỉ giờ đây, kẽ nứt mới mở ra. Ai đã giết ngài, ai là kẻ thù đương nhiên của ngài? Câu hỏi này vọt ra như tia chớp. Lời đáp, giới cai trị của Do Thái giáo, tầng lớp cao nhất. Từ thời điểm này, người ta tự thấy bắt đầu phản kháng chống lại trật tự hiện hữu. Và khi nhìn lại, người ta đã hiểu Giê-xu phản kháng chống lại trật tự hiện hữu. Trước đó, tính chất phản kháng, không, tính chất vô vi đã thiếu sót trong hình ảnh của ngài. Hơn nữa, ngài lại đối nghịch với nó. Hiển nhiên, cộng đồng nhỏ ấy đã không hiểu được cái yếu điểm và tính chất gương mẫu của cách chết này.
Sự tự do vượt trội trên mọi cảm xúc phẫn hận, dấu hiệu cho thấy họ hiểu Ngài quá ít. Sau hết, Giê-xu không thể mong gì hơn từ chính cái chết của Ngài, ngoại trừ việc công khai, phơi bày triệt để nhất để chứng minh cho giáo huấn của Ngài. Nhưng các môn đệ còn lâu mới tha thứ cho cái chết này, đã phải là nghĩa cao nhất mang tính phúc âm, hoặc ngay cả tự hiến mình cho cái chết tương tự trong sự an định tâm hồn hiền hòa và thương yêu. Cảm xúc phản phúc âm hơn cả chính là sự phục thù, lại lên hàng đầu. Vấn đề không thể nào kết liễu bằng cái chết này, nó cần phải báo thù, phán xét. Thực vậy, có gì phản phúc âm hơn việc báo thù, trừng phạt, cử hành phán xét? Một lần nữa, niềm trông đợi phổ biến về một vị cứu tinh lại ở phía trước, một thời khắc lịch sử được hình dung, nước Chúa đến để phán xét kẻ thù của Ngài. Nhưng trong cung cách này, mọi thứ bị hiểu sai, nước Chúa là màn chót, là lời hứa hẹn. Phúc âm chính là sự hiện diện, sự hoàn tất, thực tại của vương quốc này. Một cái chết như thế chính là nước Chúa rồi. Chỉ là ở điểm này, mọi khinh miệt và căm thù đối với phái Pharisee và những nhà thần học và đem nó vào trong mẫu người của vị thầy, và khi làm như thế thì biến Ngài thành một người Pharisee và nhà thần học. Mặt khác, việc sùng bái cuồng nhiệt những linh hồn hoang mang này không còn chịu được quan niệm theo lời dạy phúc âm của Giê-xu bằng mọi người đều bình đẳng như con thượng đế. Sự trả thù của họ là đề cao Giê-xu một cách thái quá, cách ly Ngài ra khỏi chính họ, hệt như người Do Thái từng trả thù với kẻ thù khi cách ly thượng đế ra khỏi chính họ và đề cao Ngài. Thượng đế duy nhất và con trai duy nhất của thượng đế, cả hai đều là sản phẩm của sự phẫn hận. 41. Và từ nay trở đi, một vấn đề phi lý xuất hiện. Sao thượng đế có thể cho phép điều này? Lý tính rối loạn của cộng đồng nhỏ đã tìm ra một đáp án phi lý một cách ghê tởm. Thượng đế đã ban cho con trai Ngài để thục tội như một hiến sinh. Điều này lập tức kết liễu phúc âm. Cuộc hiến sinh chuộc tội này dưới hình thức kinh tởm và man dợ, kẻ vô tội hy sinh cho tội của kẻ vi phạm, thật là ngoại giáo gớm guốc. Giê-xu đã trừ khử chính quan niệm về tội lỗi, Ngài phủ nhận mọi khoảng cách giữa thượng đế và con người, Ngài đã sống hợp nhất với thượng đế và con người, và đó là tin mừng của Ngài, và không phải là đặc quyền của Ngài. Từ đó về sau, từng bước bắt đầu nhập vào loại hình đấng cứu thế, giáo thuyết về cuộc phán xét và tái lâm, giáo thuyết về cái chết hiến sinh và giáo thuyết về sự phục sinh với toàn bộ quan niệm về hạnh phúc đời đời và thực tại trọn vẹn và duy nhất của phúc âm, hô biến, thế chỗ bằng một trạng thái sau cái chết. Với thái độ kiêu mạn của giáo sĩ đặc trưng cho mọi điều về ông, Phaolô đã luận lý hóa khái niệm này, đã xuyên tạc một khái niệm theo cách này. Nếu đấng Kitô không phục sinh từ cái chết thì đức tin của chúng ta là vô ích. Và rồi lập tức, phúc âm đã trở nên thứ đáng khinh miệt nhất đối với mọi lời hứa không thể thực hiện, giáo thuyết vô sỉ về sự bất tử của cá nhân. Chính Phaolô còn dạy giáo lý đó là một phần thưởng. 42. Có thể dễ thấy những gì đã kết liễu bằng cái chết trên thập giá. Một cái mới, một khởi điểm nguyên sơ hoàn toàn cho cuộc vận động hòa bình mang tính Phật giáo, cho một hạnh phúc trên trần thế thật sự, không chỉ được hứa hẹn. Vì điều này, như tôi đã nhấn mạnh, vẫn còn sự dị biệt căn bản giữa hai tôn giáo cuộc suy đồi. Phật giáo không hứa hẹn nhưng lại làm tròn, Kitô giáo hứa hẹn mọi thứ nhưng không làm tròn gì hết. Nối gót tin mừng là đến cái tin xấu nhất, thứ của Phaolô. Phaolô hiện thân cho mẫu người đối lập với người mang tin mừng, thiên tài về thù hận, về thị kiến thù hận, về luận lý khăng khăng về thù hận. Kẻ phản phúc âm này đã hy sinh biết bao thứ cho thù hận. Trước tiên là đấng cứu chuộc, ông đã đóng đinh Ngài trên thập giá của riêng ông. Cuộc đời, gương mẫu, giáo thuyết, cái chết, ý nghĩa và chính nghĩa của toàn bộ phúc âm. Không gì còn lại, một khi kẻ ngụy tạo khởi hứng từ thù hận này, thực hiện điều chỉ riêng ông mới có thể lợi dụng. Không phải thực tại, không phải sự thực lịch sử. Và một lần nữa, bản năng giáo sĩ của người Do Thái lại phạm vào đúng cái tội tày trời, chống lại lịch sử. Ông đơn thuần gạch bỏ ngày hôm qua của Kitô giáo và cả ngày trước hôm qua của nó. Ông phát minh ra một loại lịch sử của riêng ông về Kitô giáo thời kỳ đầu. Xa hơn nữa, ông còn ngụy tạo lịch sử của Israel một lần nữa sao cho nó có thể xuất hiện như một tiền sử về hành vi của ông. Tất cả các tiên tri đều nói về đấng cứu chuộc của ông. Sau này, giáo hội thậm chí còn ngụy tạo lịch sử nhân loại thành tiền sử của Kitô giáo. Loại hình đấng cứu chuộc, giáo thuyết, sự hành đạo, cái chết, ý nghĩa về cái chết, ngay cả tới sau cái chết,
không có gì còn nguyên vẹn, không gì còn tương tự ngay cả với thực tại. Paulo chỉ hoán đổi trọng tâm của toàn bộ tồn tại ấy vào sau tồn tại này, trong lời nói dối về Giê-xu và vụ. Trong lời nói dối về Giê-xu đã phục sinh, về cơ bản ông không cần tới cuộc đời đấng cứu chuộc, ông cần cái chết trên thập giá và thêm một chút nữa. Khi xem xét một Paulo, quê quán của ông ở trung tâm khai minh của phái khắc kỷ Stoic, đã thành tâm khi ông tô vẽ một ảo giác làm chứng rằng đấng cứu chuộc vẫn còn sống, hay thậm chí tin vào câu chuyện ảo giác, hẳn là một điều ngây ngô, đích thực đối với một nhà tâm lý học. Paulo muốn mục đích, cho nên ông cũng muốn phương tiện. Những gì chính ông không tin, thì những kẻ khờ dại mà ông gieo học thuyết của ông tin vào, cái ông cần là quyền lực. Với Paulo, với giáo sĩ muốn nắm quyền lực một lần nữa, ông có thể dùng chỉ những khái niệm, học thuyết và biểu tượng để bạo nghịch với đại chúng và tổ chức bầy đoàn. Điều gì khiến Mohammed sau này đã vay mượn từ Kitô giáo? Chính là phát minh của Paulo, những phương tiện cho sự chuyên chế của giáo sĩ, việc tổ chức bầy đoàn, niềm tin vào linh hồn bất tử cũng là học thuyết về cuộc phán xét. 43. Khi trọng tâm của đời sống không đặt vào đời sống mà vào cõi bên kia, vào hư vô, vậy thì người ta đã tước đoạt luôn cái trọng tâm của đời sống. Lời nói dối vĩ đại về sự bất tử của cá nhân hủy diệt tất cả lý tính và mọi thứ tự nhiên trong bản năng tất cả đều hữu ích và nâng cao lên đời sống hoặc đảm bảo một tương lai. Giờ đây nên sự nghi hoặc, sống sao cho không còn chút ý nghĩa nào trong đời, điều này giờ trở thành ý nghĩa sống. Tại sao cần ý nghĩa chung? Tại sao cần biết ơn dòng dõi tổ tiên? Tại sao cần hợp tác hoặc tín nhiệm? Tại sao cần dự tính và xúc tiến mọi phúc lợi chung? Chỉ vì quá nhiều thứ cám dỗ, chỉ vì quá nhiều thứ đánh lạc hướng khỏi chính đạo, chỉ có một thứ tất yếu. Rằng mọi người là một linh hồn bất tử bình đẳng với mọi người khác. Rằng trong toàn thể của sinh vật, sự cứu rỗi của mỗi cá thể tự cho mình là mang ý nghĩa vĩnh hằng. Rằng kẻ ti tiện và kẻ dở điên có thể tự đắc cho rằng quy luật tự nhiên không ngừng bị phá vỡ vì họ. Như thế, mọi dạng vị kỷ ngày càng tăng lên một cách vô sỉ tới mức vô hạn, không thể nào khinh miệt cho đủ. Thế nhưng, Kitô giáo có thắng lợi là nhờ vào lối tâng bốc chuyên nghiệp. Thế nhưng, Kitô giáo có được thắng lợi là nhờ vào lối tâng bốc tội nghiệp này về sự phù phiếm cá nhân. Chính là nó đã quyến rũ mọi kẻ thất bại, đầu óc nổi loạn, ít được thiện cảm, toàn bộ lớp cặn bã và phế thải của loài người. Họ đã quy phục nó, sự cứu rỗi của linh hồn. Nói đơn giản, thế giới xoay quanh tôi. Học thuyết độc hại, đòi quyền bình đẳng cho mọi người đã được Kitô giáo truyền bá triệt để nhất. Từ những góc ẩn khuất của những bản năng đê hèn, Kitô giáo đã phát động cuộc chiến chí mạng chống lại mọi cảm quan tôn trọng và cảm xúc về cự ly giữa người và người. Tức là chống lại tiền đề về sự nâng cao, về mọi tăng trưởng của văn hóa, từ sự phẫn hận của đại chúng. Nó rèn thành khí giới chủ yếu của nó chống lại chúng ta, chống lại mọi cái cao quý, hân hoan, cao thượng của trái đất, chống lại hạnh phúc của chúng ta lớn lao nhất trong trái đất. Việc ban sự bất tử cho mọi kẻ, mang tên Thánh, Phêrô và Paulo, cho đến nay đã là toan tính hiểm ác nhất để hạ sát nhân tính cao quý. Và chúng ta chờ đánh giá thấp mọi tai họa từ Kitô giáo trườn vào trong chính trị. Ngày nay, không ai còn can đảm chiếm lấy đặc quyền. Nhưng quyền chủ nhân, tôn kính tự thân và những kẻ đồng đẳng, một cảm thụ về cách biệt. Chính trị của chúng ta bệnh hoạn do thiếu cái can đảm này. Quan điểm quý tộc đã bị suy yếu từ cõi âm phủ thăm thẳm qua lời dối trá về sự bình đẳng giữa những linh hồn. Và nếu niềm tin vào đặc quyền của đa số tạo nên, sẽ tạo ra những cuộc cách mạng, thì chính Kitô giáo không hồ nghi. Chính những phán đoán giá trị của Kitô giáo mà mọi cuộc cách mạng này chuyển dịch thành máu và tội ác. Kitô giáo là một cuộc nổi loạn của mọi thứ bỏ trên mặt đất, chống lại mọi thứ có độ cao, phúc âm của thứ cấp làm cho sự việc thấp hèn. Những phúc âm là chứng từ quý giá đối với sự hủ bại bất khả kháng trong cộng đồng đầu tiên. Bằng lý luận khuyển nho của một rabbi, tuy nhiên chẳng thể khác. Paulo sau này đã hoàn tất một tiến trình suy đồi, vốn đã bắt đầu bằng cái chết của đấng cứu chuộc. Người ta không có khả năng đọc những phúc âm này đủ thận trọng, mỗi lời là mỗi cam go. Tôi phải thú nhận, xin được thứ lỗi, rằng cũng chính nhờ vậy, chúng là một lạc thú hảo hạng đối với một nhà tâm lý học. Chúng là đối lập của mọi hủ bại ngờ nghệch, là tinh tế đặc sắc, là kỹ xảo về sự hủ bại tâm lý. Những phúc âm tự đứng riêng, toàn bộ kinh thánh nói chung không thể so sánh được.
Chúng ta ở giữa người Do Thái, xem xét đầu tiên là làm sao cho không đánh mất hoàn toàn sự chỉ. Lối mô phỏng về tính thánh thiện thực sự đã trở nên thiên tài ở đây, mà chưa từng có sách hay những người nào khác tới gần được. Việc ngụy tạo này trong ngôn ngữ và động tác thành như một nghệ thuật, không phải là ngẫu nhiên của một tài năng cá nhân nào đó hoặc một cá tính đặc thù nào đó. Điều này đòi hỏi cả một chủng tộc. Kitô giáo làm hoàn chỉnh toàn bộ Do Thái giáo qua nhiều thế kỷ sửa soạn trong việc đào tạo, và kỹ năng Do Thái thuộc loại nghiêm chỉnh nhất, đạt tới trình độ tài nghệ tới tối hậu là tài nghệ dối trá một cách thiêng liêng. Người Kitô giáo sự dối trá đến mức tỷ lệ tối hậu thì cũng lại là người Do Thái giáo, chỉ có tăng thêm 3 lần. Cái quyết tâm căn bản khi sử dụng chỉ những khái niệm, tượng trưng và thái độ đã được chứng minh bằng thực hành của giáo sĩ. Việc bác bỏ có tính cân, việc bác bỏ có tính bản năng mọi thực hành khác, mọi quan điểm khác về giá trị và sự hữu ích. Đó không chỉ là truyền thống, đó là di sản. Chỉ như là một di sản, nó mới giống như chính tự nhiên. Toàn thể nhân loại, ngay cả những đầu óc ưu tú nhất trong những thời đại ưu tú nhất, ngoại trừ một người, kẻ đó có lẽ chỉ là phi nhân, đã tự cho phép họ bị lừa dối. Phúc âm đã được đọc như một cuốn sách ngây thơ vô tội, không có biểu thị nhỏ nào về kỹ xảo đạt được trong trò diễn kịch. Tất nhiên, nếu chúng ta đã thấy, dù chỉ thoáng qua, tất cả những kẻ mê tín kỳ quặc và những vị thánh giả tạo này hẳn là sự chấm dứt, và chính tôi không thể đọc hiểu những chữ mà không nhìn thấy những động tác tôi chấm dứt họ. Tôi không thể chịu được cách mà họ ngước mắt lên. May thay, đại đa số xem sách chỉ là văn chương. Chớ để mình bị lừa, đừng phán xét, họ nói, nhưng họ tống xuống hỏa ngục mọi thứ chắn đường lối họ. Giao cho Thượng Đế phán xét là chính họ phán xét, vinh danh Thượng Đế là họ vinh danh chính họ, đòi hỏi những đức tính mà tình cờ họ có. Hơn nữa, những đức tính họ cần là ở chóp đỉnh. Họ tự cho mình cái bề ngoài cao thượng trong cuộc đấu tranh cho đức tính, cho cuộc chiến đấu để đức tính ngự trị. Chúng ta sống, chúng ta chết, chúng ta hy sinh vì cái thiện, như chân lý, ánh sáng, nước Chúa. Nhưng thực ra, họ làm những gì họ không thể không làm. Lén lút như kẻ hèn hạ, ngồi trong xó, sống một đời sống mờ ám trong bóng tối, và đưa tất cả những thứ này thành bổn phận. Cuộc sống khiêm tốn của họ xuất hiện như một bổn phận, và khiêm tốn chính là một bằng chứng thêm nữa về tín mộ. Ôi cái thứ khiêm tốn thanh sạch của điêu ngoa, chính đức hạnh là chứng nhân của chúng ta. Họ nói chính đức hạnh là chứng nhân của chúng ta. Người ta sẽ đọc phúc âm như là những cuốn sách về sự quyến rũ bằng những biện pháp của luân lý. Những kẻ nhỏ nhen này dành riêng luân lý cho chính mình. Họ biết tất cả về luân lý. Luân lý là cách hay nhất để xỏ mũi loài người. Những gì thực sự xảy ra ở đây, tất cả là tính tự phụ rất ý thức được chọn, lại đóng vai khiêm tốn. Một lần và mãi mãi, người ta đã đặt bản thân, cộng đồng, những kẻ tốt lành và công chính ở một bên, bên của chân lý. Phần còn lại là thế gian ở bên kia. Đây là loại thảm họa nhất của chứng vĩ cuồng từng hiện hữu trên trái đất, những kẻ hợm hĩnh dị dạng, nhỏ nhen, và những kẻ nói dối bắt đầu dành cho họ khái niệm thượng đế, chân lý, ánh sáng, thần khí, tình yêu, trí tuệ, sự sống, như đồng nghĩa với bản thân họ. Cứ như thế, để xác định tự thân chống lại thế gian, những người Do Thái tốt đỉnh nhỏ nhoi đáng đưa vào loại nhà thương điên, xoay tất cả mọi giá trị hình ảnh của họ. Như thể người Kitô là ý nghĩa, là muối, là thước đo, cũng là phán xét cuối cùng đối với mọi thứ còn lại. Toàn bộ tai ương có thể chỉ là một loại hình vĩ cuồng có tính huyết thống. Huyết thống về mặt chủng tộc đã tồn tại trong thế giới này, loại hình Do Thái. Vào khi cái nứt giữa người Do Thái và người Kitô mở ra, không có lựa chọn nào cho người Kitô ngoài việc áp dụng cũng những biện pháp bảo tồn này để chống lại người Do Thái. Trong khi cho tới nay người Do Thái chỉ áp dụng những biện pháp này để chống lại mọi thứ không phải là Do Thái, người Kitô chỉ là người Do Thái với những tín ngưỡng phóng khoáng hơn.